chào các quý thầy cô, ban giám khảo. Chúng con là nhóm Nguyễn Đình Chiểu 01 đến từ trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu. Nhóm con gồm 5 thành viên. Con là Huỳnh Phan Hà Linh, đảm nhận được công việc nghiên cứu và tìm kiếm thông tin về chủ đề cuộc thi năm nay. Con tên là Nguyễn Huỳnh Phúc Lâm, phụ trách việc lên ý tưởng cũng như lắp ráp và lập trình mô hình. Con tên là Nguyễn Minh Đạt, phụ trách việc lên ý tưởng và trải quyết vấn đề mà nhóm gặp phải. Con tên là Trần Trọng Nghĩa, con cùng bạn nên nghiên cứu và tìm kiếm thông tin. Con tên là Phạm Vũ Thái Dương, đảm nhận việc lên ý tưởng và thiết kế áp phích. Tuy mỗi bạn đảm nhận được chính một phần của công việc, nhưng tụi con vẫn hỗ trợ lẫn nhau trong suốt cuộc thi năm nay để hoàn thành thật tốt phần trình diễn của nhóm. Cuộc sống hiện đại của con người luôn đối mặt với các công việc tất bật. Chúng ta dành quá nhiều thời gian cho việc học, công việc, điện thoại, máy tính, internet, v.v. Chẳng hạn như mẹ của con luôn đầu tắt mặt tối để lo cho gia đình mà quên đi bản thân. Đó chính là tình trạng chung của căn bệnh lười vận động, dẫn đến nhiều hệ lụy cho sức khỏe của bạn. Bây giờ đã đến lúc hãy nhìn lại sức khỏe cùng bản thân, vì có sức khỏe là có tất cả, không có sức khỏe là không có gì. Nếu con người không vận động nhẹ nhàng 30 phút trên 5 lần trên một tuần, hoặc vận động thể lực mạnh 20 phút trên 3 lần trên một tuần, hoặc kết hợp hai hình thức vận động trên là bị coi là rơi vào tình trạng bệnh lười vận động. Bệnh lười vận động đến các bệnh như tim mạch, bệnh trĩ, bệnh đau vai gáy. Và sau khi nghiên cứu, chúng con nhận thấy rằng những nguyên nhân chính gây ra căn bệnh lười vận động là không đủ nghị lực để từ bỏ những thói quen xấu, nghiện internet, mạng xã hội, v.v. là một trong những nguyên nhân mắc phải nhiều nhất của căn bệnh lười vận động. Do không đủ kiên nhẫn để duy trì các buổi tập thể dục, thể thao, bản thân luôn tìm cách thoái thác với nhiều lý do khác nhau. Không quản lý được thời gian một cách khoa học, phân bổ cho việc thể dục thể thao và vui chơi giải trí. Và cuối cùng là sợ mình làm không được. Có những người làm chưa làm mà họ cứ nghĩ trong đầu là chắc mình làm không được đâu. Và bệnh lười vận động khiến con người chúng ta dễ các bệnh như vậy, mắc các bệnh như bệnh xương khớp, bệnh béo phì, bệnh tim mạch, bệnh hệ tiết niệu, bệnh trĩ, bệnh đau lưng, đau vai gáy. Hiểu được vấn đề, chúng em nghiên cứu và đưa ra giải pháp của nhóm. Mô hình này là ý tưởng về cách giúp mọi người thoát khỏi bệnh lười vận động. Với ý tưởng tạo ra các khu chức năng cũng có hoạt động như khu chạy bộ kết nối với máy đo nhịp tim, khu đá banh trong nhà, khu tham quan chụp ảnh, khu cầu lông, khu bóng rổ, khu đánh gôn và khu trượt băng trên thường thượng. Ngoài ra, để đảm bảo cho việc thư giãn, chúng em cũng xây thêm các khu nghỉ dưỡng như khu cắm trại, khu hồ bơi, khu đua thuyền và bơm bằng vòi tự động, sử dụng năng lượng từ cối xay gió. Sau khi vận động mệt mỏi, mọi người cũng sẽ cần nạp năng lượng, nên chúng em cũng xây các khu như siêu thị thông minh ngoài trời và cửa hàng bán đồ lưu niệm. Đây là khu đá banh trong nhà. Kế bên khu vực đá banh trong nhà là một chiếc máy đo nhịp tim kết nối với lại một chiếc máy chạy bộ có thể đo nhịp tim của người đang chạy. Ở đằng trước khu chạy bộ là có một khu tham quan chụp ảnh, có một người đang chụp và có một chiếc vòi tự động được lấy năng lượng từ cối xay gió. Đây là khu vực chứa nước dành cho tất cả khu. Và đây là khu vực đánh cầu lông. Và đây là khu vực chơi bóng rổ. Đây là khu vực trượt ba tin. Đây là khu vực siêu thị. Còn đây là khu vực bánh đồ lưu niệm. Đây là khu vực đua cano. Còn đây là khu vực hồ bơi. Đây là khu bệnh viện dùng để chữa bệnh cho những người bị thương. Đây là khu cắm trại dùng để cho những người hay đi cắm trại, nếu họ thích thì họ đi qua đây, và có một con chó trên đây. Đây là khu trượt ván và có một cái vòng dạ quang rất đẹp khi buổi tối trượt rất vui. Đây là khu trượt cầu tuột, có một cái cầu tuột trượt xuống cho mấy em nhỏ chơi.
Đây là khu cà phê, có hai người đang uống và nói chuyện. Đây là khu đánh gôn, có một người đang đánh gôn. Bên cạnh những ý tưởng về một khu chức năng tổng hợp mà chúng con đã đưa ra ở trên, chúng con mong muốn mọi người có thể nâng cao sức khỏe để thoát khỏi những căn bệnh do lười vận động gây ra bằng những biện pháp khác như tập thể dục. Bạn nên dành thời gian để tập thể dục. Tập thể dục không chỉ giúp giảm cân, giữ dáng mà còn làm đẹp da. Đây là cách tốt nhất để thoát khỏi căn bệnh lười vận động. Cuối cùng là chế độ ăn uống hợp lý. Thiết lập một chế độ ăn uống hợp lý. Bạn nên hạn chế ăn những thức ăn nhiều chất béo, dầu mỡ, mà nên ăn những thức ăn dễ tiêu hóa, ăn nhiều rau và hoa quả để đảm bảo đủ năng lượng hoạt động trong một ngày. Chúng con mong những ý tưởng của nhóm sẽ giúp trong cộng đồng trong tương lai không xa. Chúng con cảm ơn quý thầy cô và ban giám khảo đã lắng nghe.